Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chuyên đề lao động và xã hội số tháng 2 năm 2022 do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Trong chuyên đề này sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. Khởi động sàn giao dịch việc làm đầu năm với 10.000 vị trí việc làm tại 45 doanh nghiệp. Tin chi tiết, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo và đặc biệt khó khăn. Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, trong đó phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn tỉnh giảm còn từ 2 đến 2,2%, trong đó khu vực nông thôn có tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,5%, khu vực miền núi giảm còn dưới 5%, khu vực thành thị gồm các phường thị trấn không còn hộ nghèo, trừ hộ nghèo không có khả năng lao động. Các xã có tỷ lệ nghèo cao trên 25%, giảm bình quân từ 3,5 đến 4% một năm. Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%, không có hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ cận nghèo của tỉnh đảm bảo giảm thấp hơn tỷ lệ hộ cận nghèo chung của cả nước. Đảm bảo nguồn vốn cho vay 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo đủ điều kiện có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Phấn đấu 100% người nghèo trong độ tuổi đủ năng lực lao động, có nhu cầu học nghề được hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp, được ưu tiên giới thiệu việc làm để có việc làm ổn định. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về dự thảo hướng dẫn chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên cơ sở nghị quyết về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ. Dự thảo sẽ hoàn thành trong tháng 2, áp dụng với lao động khu vực chính thức có đóng bảo hiểm xã hội. Với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, Bộ đề xuất hỗ trợ 500.000 đồng một người một tháng, tối đa 3 tháng. Điều kiện là lao động làm việc tại các khu công nghiệp, chế xuất, vùng kinh tế trọng điểm, đang thuê trọ từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, có hợp đồng lao động ký trước ngày 1 tháng 1 năm 2022 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liên kề trước lúc doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ. Với người quay trở lại thị trường lao động, chính sách hỗ trợ 1 triệu đồng một người một tháng, tối đa 3 tháng. Điều kiện là lao động làm việc trong khu công nghiệp, chế xuất, vùng kinh tế trọng điểm, đang phải ở nhà thuê, ở trọ từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, có hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên và thời điểm ký ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp tại tháng liên kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế đã triển khai chương trình tặng quà cho các đối tượng chính sách xã hội kịp thời, đúng quy định với hơn 94.000 suất quà, tổng kinh phí 32 tỷ 480 triệu 900 nghìn đồng. Trong số đó, gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo thực sự khó khăn, gia đình liệt sĩ Rào Trăng Ba, 105 suất quà với tổng kinh phí 136 triệu 500 nghìn đồng. Đối tượng nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội 1.515 suất quà với tổng kinh phí 455 triệu 500 nghìn đồng. Các cơ sở trợ giúp xã hội công lập, ngoài công lập 25 suất quà với tổng kinh phí 50 triệu đồng. Đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng 59.461 suất quà với tổng kinh phí 17 tỷ 838 triệu 300 nghìn đồng. Hộ nghèo 16.003 suất quà với tổng kinh phí 8 tỷ 1 triệu 500 nghìn đồng. Hộ cận nghèo 12.772 suất quà với tổng kinh phí 3 tỷ 831 triệu 600 nghìn đồng. Người có công 4.337 suất quà với tổng kinh phí 2 tỷ 168 triệu 500 nghìn đồng. Thưa quý vị, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh vừa tổ chức thành công sàn giao dịch việc làm đầu xuân Nhâm Dần. Sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động kết nối cung cầu lao động trên địa bàn trong năm mới này đã thu hút sự tham gia của 45 doanh nghiệp với khoảng 10.000 vị trí việc làm. Ngay từ sáng sớm, có rất nhiều người lao động đã tìm đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm để tìm hiểu các thông tin theo nhu cầu của mình. Với gần 10.000 vị trí việc làm ở nhiều đơn vị doanh nghiệp, thực sự là một cơ hội tốt để người lao động có thể nhanh chóng tìm được việc. Bây giờ là việc ở Huế là
nhiều việc cần người hơn là người cần việc, nhiều việc lắm. Chỉ cần đi lên đây nhìn phát là thấy cỡ mười mấy lựa chọn là phù hợp với mình thôi. Trừ khi mà tiêu chuẩn của mình quá cao thôi. Còn không thôi là ở đây có hết. Trong số gần 10.000 vị trí việc làm trong sáng nay, đa phần là những nhu cầu lao động của các doanh nghiệp về dệt may tại các khu công nghiệp lớn của tỉnh. Nhiều trong số đó tuyển số lượng khá lớn, như dự án của Scavi Quảng Vinh hiện đang cần hơn 2.000 lao động cho dệt may. Hai công ty Vinatech cũng đang có nhu cầu gần 1.500 lao động. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp còn nhận tuyển và đào tạo nghề cho công nhân, nên là một trong những điều kiện thuận lợi để người lao động có thể ứng tuyển. Hiện tại bên chỗ công ty cổ phần dệt may Phú Hòa An của công ty em thì đang có nhu cầu tuyển dụng lao động tại tất cả các vị trí, kể cả trực tiếp, cả gián tiếp. Đối với vị trí lao động trực tiếp thì bên em đang có nhu cầu tuyển dụng 400 công nhân may để thành lập 15 chuyên may. Và ngoài ra thì có bên các bộ phận lao động gián tiếp gồm có là nhân viên văn phòng. Thông qua sàn giao dịch việc làm ngày hôm nay thì bên chỗ doanh nghiệp cũng muốn là tuyển dụng được nguồn lao động đáp ứng được yêu cầu về số lượng cũng như về chất lượng để đáp ứng cho các công đoàn tại phát triển tại công ty. Bên cạnh kết nối việc làm trong tỉnh, sàn giao dịch việc làm lần này cũng rất chú trọng đến hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Với những tín hiệu tích cực từ việc mở lại nhiều đường bay quốc tế, công tác này hứa hẹn sẽ có nhiều khởi sắc hơn trong năm nay. Theo kế hoạch của tỉnh, sẽ nỗ lực đưa khoảng 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2022. Thì Suleco đang phối kết hợp chặt chẽ với Sở Lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm của tỉnh, Phòng Lao động các huyện, tham gia đầy đủ các phiên giao dịch việc làm, các hội nghị việc làm, giới thiệu tư vấn việc làm cho lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời cũng đã có các chính sách riêng của Suleco, đó là cho lao động trả chậm là một phần chi phí sau khi sang Nhật làm, nhằm giảm tải được cái áp lực chi phí cho lao động khi muốn sang Nhật làm việc. Thực hiện cái chương trình việc làm của tỉnh và chương trình đưa lao động đi làm việc nước ngoài. Và trong giai đoạn là cả nước đang bước sang giai đoạn là khôi phục và phát triển kinh tế, thì cái nhu cầu tuyển dụng của các cái đơn vị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ngay từ những ngày đầu năm thì rất là nhiều. Sau Tết Nguyên Đán, chúng tôi đã tuyên truyền đến các cái doanh nghiệp, đến người lao động để cho thực hiện cái việc kết nối cung cầu lao động, đăng ký tìm việc làm thì có thể là trực tiếp đến 12 phòng truyền hoặc là thông qua cái website việclamhue.vn và fanpage Việc Làm Huế là túc trực trả lời trực tuyến cho người lao động là 24/24. Sau hơn 2 năm chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề cho đại dịch, năm 2022 đang được hứa hẹn là thời điểm để các doanh nghiệp khởi động lại, cũng là cơ hội để những người lao động có được việc làm ổn định hơn sau những kỳ nghỉ dịch. Hy vọng với những tín hiệu tích cực, công tác lao động việc làm của tỉnh sẽ đạt nhiều kết quả như mong đợi. Theo khảo sát của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trong đợt dịch vừa qua, có khoảng 60.000 lao động ở phía Nam về Thừa Thiên Huế để tránh dịch. Hiện có khoảng một nửa trong số đó đã quay trở lại thị trường phía Nam. Đối với những người có mong muốn ở lại Thừa Thiên Huế làm việc, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang nỗ lực để kết nối với các doanh nghiệp để sớm ổn định việc làm cho họ. Anh Phạm Văn Long là một trong số hơn 25.000 người dân trong độ tuổi lao động từ thành phố Hồ Chí Minh trở về Thừa Thiên Huế trong các đợt dịch vừa qua. Trở về quê trong tình trạng thất nghiệp, anh may mắn được nhận vào làm việc tại công ty cổ phần dệt may Huế với mức lương ổn định cùng với các mức ưu đãi khác. Cũng như anh Long, hàng trăm lao động tại đây rất vui mừng và hy vọng sẽ gắn bó lâu dài với công việc này ngay tại quê hương khi tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Ở Sài Gòn về đây tỉnh dịch, qua đây lương bổng cũng khá ổn định. Nộp hồ sơ vô thì công ty cũng nhận em làm luôn. Vô thì cũng có tại Covid rồi này kia cũng tận nhắn cho em. Cũng mừng vì có công việc làm. Tại Thừa Thiên Huế, các công ty dệt may đang thu hút khá đông người lao động vào làm việc với nhu cầu nhân công lớn, môi trường làm việc tốt và mức lương ổn định. Đây cũng là một trong những ngành nghề góp phần rất lớn cùng với địa phương tiếp nhận và hỗ trợ sinh kế hiệu quả cho người lao động trở về từ các vùng dịch. Từ 4 tháng 8 đến nay thì công ty cũng đã tuyển dụng được hơn 150 lao động. Ngay từ đầu công ty cũng đã xác định đây là lực lượng nòng cốt mà sẽ giúp cho công ty vừa giải quyết
những cái đơn hàng gấp cũng là lực lượng mà sẽ là gắn bó lâu dài làm việc tại với công ty. Thời gian qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều buổi tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 9.800 lao động trở về địa phương, trong đó đã giải quyết được nhu cầu việc làm cho hơn 2.500 lao động tại 34 doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng, qua đó giúp người lao động dần ổn định cuộc sống. Các huyện thị xã yêu có cái kết nối với các doanh nghiệp để giới thiệu, để cung ứng về lao động cho các doanh nghiệp và hướng dẫn để người lao động để tự tạo việc làm. Ngoài việc lên các phương án để hỗ trợ việc làm, tạo sinh kế cho người dân, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế cũng liên hệ với đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nhằm tạo sự kết nối, tìm kiếm việc làm cho người lao động sau khi dịch bệnh được kiểm soát, qua đó giúp người dân ổn định cuộc sống khi có nhu cầu quay lại các tỉnh phía Nam làm việc. Chuyên đề lao động xã hội số tháng 2 đến đây xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên đề tháng sau.